hôm trước nào đây là ngập sâu không cô? Con ơi, con kia này. À, qua cái dây điện này luôn. Sợ nhỉ. À đây. Đây luôn này. Đây đúng không? Trên nữa cơ. Đây nó từ trên này này. Đây. Ủa sợ thế nhỉ. Là bà chủ quan chập tối mới chưa đến đây. Bà chạy lấy người, khi đứng lên bà chạy lấy người, không chạy một cái gì, cái quần áo. Thế là đồ đạc trong nhà còn nguyên si trong nhà. Không. Không chạy được cái gì cửa, luôn. Cái cửa này không chạy một cái gì. Cái cửa này nó yếu quá, nó bật hết cửa nó mới đi ra ngoài. Chỗ này ngập sâu. Qua đầu người thế nên chỗ này nó phải rơi tầm hơn 2 mét. 2 mét rưỡi mà. 2 mét rưỡi. Trời ơi. 2 mét rưỡi thì là coi như ngập tủm hết, không còn cái gì đâu. Còn một cái gì mà. May là chạy được người là tốt lắm rồi. Bà nói này, lúc chập tối thì mới đến đây thôi. Bà nghĩ chắc cũng chỉ là nên đến trên này thôi. Vâng. Mình có bao nhiêu đồ đạc mình cứ kiểu kê dần lên kê dần. Vâng. Khi kê dần nước vào là nó ụt hết, nó chạy chui hết rồi. Chỗ này hôm trước là nước ngập lên cao không chú? À. Hôm trước chỗ này là nước ngập lên cao à? Giảm điện rồi thôi đó. Thế đến cái khóa cửa. À đến lên khoảng tầm đến khóa cửa đó. Khóa cửa lên tầm đó. Hơn mét đúng không? Hơn mét. Hơn mét. Mọi người hiện tại đây là khu vực dưới Bảo Yên này mọi người này. Huyện Bảo Yên này. Ở trung tâm thị trấn Phú Gia của huyện Bảo Yên. Cách đây cả tuần rồi mà vẫn còn đưa bộ trực tiếp như thế này. Hiện tại mình đang ở thị trấn Phố Làng của huyện Bảo Yên nhé, trung tâm huyện Bảo Yên. Cái này thì là cũng là một trong những địa phương mà ngập lụt nặng nề nhất trong cái vụ bão số 3 vừa qua. Bão sông Hồng, nước sông Hồng dâng đấy, thì Bảo Yên là một trong những cái huyện ngập lụt nặng nhất. Hầu như toàn bộ khu vực trung tâm
thị trấn Hối Gà, huyện Bảo Yên là đều bị ngập, ngập rất sâu rồi mọi người. À, hôm nay đã là ngày thứ 7, thứ 8 này, tục ngày nay rồi, à, mọi người vẫn còn chưa dọn dẹp xong mà nó vẫn còn rất là bừa bộn rồi mọi người. Hôm trước nào ở đây là ngập sâu không cô? Con ơi, con kia kia này. À, qua cái dây điện này luôn. Đúng sợ nhờ. À đây. Ờ. Đây 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 luôn này. Đây 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 đúng không? Trên nữa mà. Trên nữa cơ. Đây đây, nó từ trên này này. Đây đây đây. Ủa sợ thế nhỉ? Là bà chủ quan chập tối mới chưa đến đây. Bà chạy đến người, khi lúc lên bà chạy đến người, không chạy một cái gì, cái quần áo không. Thế là đồ đạc trong nhà còn nguyên si trong nhà? Không, không chạy được cái gì cửa, luôn. Cái cửa này không chạy một cái gì. Cái cửa này nó yếu quá, nó bật hết cửa, nó cứ đi ra ngoài. Ồ, trẻ quá nhỉ. Chỗ này ngập sâu, qua đầu người đến nên chỗ này nó phải rơi tầm hơn 2 mét. 2 mét rưỡi mà. 2 mét rưỡi. Đó giờ 2 mét rưỡi thì là coi như ngập tủm hết, không còn cái gì. Đồ đạc. Còn một cái gì mà. May là chạy được người là tốt lắm rồi. Bà nói này, lúc chập tối thì mới đến đây thôi. Bà nghĩ chắc cũng chỉ là nên đến trên này thôi. Mình có bao nhiêu đồ đạc mình cứ kê kiểu kê dần lên kê dần. Khi kê dần nước vào là nó ụt hết, nó chạy chui trôi ra ngoài. Tức là không nghĩ là lên quá cao rồi. Không nghĩ nó kêu quá cao mình á. Đây đã kê được cái bộ tủ như này con. Đã kê hết lên những cái bông như này mà. Có hết như này nồng lên rồi. Không mở nó lại đặt hết ra cục chân. Không bao nhiêu này chả bằng gì mà. Chân tay mà. Nó lên cao lên mấy mét thế này thì làm sao đây, mà. Đây đây. Bình thường mình bảo là kê lên đi cao như này đã là ấy lắm rồi. Là nó mới lên trái thì nó chỉ vào đến đây thôi. Nó mới quý thôi. Nhưng vào đây là dây hết lên. Các thứ gì hết. Bà còn có 10 triệu tiền mặt. Này, 10 triệu tiền mặt với bà mưa giả buổi sáng đến trưa mưa. Chiều vì vậy tối sạch có mấy đồng tiền lẻ thì cứ đeo ở vai. Chỗ này là thuộc thuộc thôn hay xã gì bà? Khu 2A. Khu 23 A thị. Khu 2A thị trấn Hối Gà. Khu 2A thị trấn Hối Gà. Thế chỗ này là một trong những chỗ ngập sâu rất là sâu đúng không? Mấy mét là sâu à? Quá là mọi người. Thank you.
cần đâu. Con ngoài xe con có nhưng con con mới nó cũng mua đâu. Có cảm ơn. Vâng, cảm ơn bạn. Cái khẩu trang này treo trên cái trà này nó còn. Cảm ơn bà nhé. Tiếp luôn.